đang làm món hai xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ quay clip ăn cá nha. Mình sẽ làm món cá rô phi nha các bạn. Đây là cá rô phi Zanaki. Ở miền núi mới có nha người nhà. Đồng bào thì mình đã ướp hết gia vị với xả này, đường, bột ngọt, hạt nêm đầy đủ nha người nhà. Mình sẽ chuẩn bị đi nướng với lửa nha các nhà. Chuẩn bị nướng nha mọi người. Rất là thơm, rất là ngon. To luôn các nhà. Nghe mọi người nghe, nghe bá luôn. Em không nghe nhìn gì. Nướng. Rồi anh em mình nướng nha các nhà. Em mình nướng nha. Oh, rất là đây em sẽ làm này. Đẹp lâu rồi. Đây là anh em mình nướng xong rồi các nhà. Đây là chín rồi nha, không phải chưa chín nha. Đó, thịt ngon lắm nè. Đó, thêm chưa các nhà. Quá đã luôn nha. Tăng quan. Chuẩn bị ăn với cơm mọi người ạ. Sẽ nó phi phai. Quá ngon luôn. Mọi người đem thịt cá cho mọi người. Đây là mấy 2 giờ rồi vẫn còn nướng thịt cá cho. Trời nè. Đi tăng cái đợi cơm quá rồi. Đấy. Theo thằng anh Bì đi tăng cái đi cướp cá con ghẹ đi. Đây là cướp cá của cướp cá con ghẹ lại thế ạ. Nè nè. Bây giờ mà tao nói tạ. Bằng nước nè. Nào hả? Chắc tôm lặng sẵn. Ô rồi, nó ngon hả? Nghe đấy. Cái này anh em vứt cho tròn trên nhanh nha. Qua đây. 1, 2, 3. Prep. Let's go, I fried again. Đây là hai chị Minh nha. Anh chị mình sâu vào. Ai rồi nhạc cái gì? Đẹp kìa. Ông còn ai? Em toán đi, thế nào? Đúng rồi à? Thế nào? Lê, lê, lê. Cái này là mới ai đôi nha. Bắt đầu anh em đây tiếp tục. Em không có 5 chắc nữa. Em không có rõ. Ba xong. Liên, từ là làm. Nào vừa. Ê. Nó chắc sẽ chìm sao. Mẹ sao mày khuê cơ bắp mẹ. Cơ bắp mày nhỏ không bằng cơ bắp kia nhỏ hơn nè. Cái này cơ bắp cá so này không bằng cơ bắp cá tám. Anh em mình nướng xong rồi nha. Chín rồi nha. Mình bắt đầu mình đi ăn rồi. Let's go. Ui, quả đá luôn. Nóng quá. Đây là gì ạ? Rất ngạc. Hello. Trên này nha mọi người. Wow. Đủ gì ấy. Đủ má giòn quá. Má xuống đất. Yok yok. À mấy xế. À mấy đợt. Tắt hăng. Tắt hăng. Để em ăn em ăn thứ ra kìa. Bởi dòng rồi nha. Ôm. Quá dòng rồi. Đây là một con sông. Dòng quá. Đây nè. Con sông. Khui em. Khui hết. Chín. Quá đã nhưng mà. Chứ sông. Ôm ôm. Ngon lắm anh em. Nương 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 lại đi. Bật đây nè. Bắt luôn. Quá. Ăn đi. Ăn đi. Nhìn lên nghe ăn. Bạn vẫn và vẫn còn yếu. Đây là cơm. Cơm nha. Ta nha. Thử. Cơm nha các nhà. Thử con ăn nha. Nó tiên mà ăn các nhà. Chưa bao giờ ăn có món... hơn 5 tháng mình chỉ ăn cá nha. Mình mới đi tù về nha. Quá đặc sản luôn anh em. Hấp dẫn. Ok người ta. Anh em nha. Mình nha. Ngon lắm. Cái này mà có rau nữa, chấm nước mắm nữa mà ngon nhất cái nấc luôn. Vãi, đã quen nha. Bây giờ là tối lắm rồi, 12 giờ rồi. Mai giờ kém tắt nè. Mai giờ kém mình nhỉ. Vãi là giờ mới ăn. 23 giờ rồi. 23 giờ 47 rồi. Đang. Nó như trường đó. Anh em còn nhặt được cơm lắm rồi. Cơm nắp. Đây là căn nhà trò anh em mình sẽ đi ngủ chỗ đó nha. Mình cầm chạy chỗ đó anh em ạ. Thực ra là xây khoảng 5 năm rồi ạ. Lâu lắm rồi ạ. Lâu lắm rồi. Anh em mình ăn hết xong rồi nhà mình chuẩn bị đi ngủ, rửa tay chân và đi ngủ. Lại ngủ rồi. Ngủ mua chơi bây giờ thì có ra giờ anh em cho bé đi rửa tay
Let's go. Hello mọi người nha. Đây là nước suối chúng tôi trồng làm. Một nước suối đi chơi pong pong nhá mọi người. Tốt. Đây là nước suối của làng Phi 81. Dầm nước mà nước suối làng mình nhẹ dầm là to. Là rồng. Lấy cả gọn luôn á. Rồng đó. Sim đây nè. Bạn. Mất rồi anh em chuẩn bị đi ngủ nha. Đi ngủ đây. Nè, xem cho mình xem cho mình đi thiết kế này. Rồi anh em coi xem có sang trọng không nha. Xem ở dưới kìa. Anh em ủng hộ và nhớ like đăng ký kênh nha. Nè, xuống dưới luôn nè. Đá lên. Đó. Em thấy chưa? Mẹ bố cô nha. Xem nó đi. Giờ anh em cho xem bắp lên thái đi bắp đi ngu nha. Rồi, bắp lên. Rồi. Tắt đây này nhóc.